Xin chào quý anh chị, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em sẽ phép làm video để giới thiệu cho anh chị về nâu ngoại thất chiếc xe Toyota Ray phiên bản 2023. Cụ thể là những màu như sau. Thứ nhất là màu đỏ này, đỏ tuyền này, màu đen tuyền, màu đỏ nóc đen và màu trắng ngọc trai. Thì em sẽ giới thiệu chị về chi tiết nội ngoại thất chiếc xe này. Thì đầu tiên là chiếc xe màu đỏ tuyền. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh chị về ngoại thất của chiếc cả ba dòng xe, cả bốn màu, và sau đó là em sẽ giới thiệu cho anh chị về nội thất. Bởi vì nội thất của tất cả các màu nó đều như nhau. Thì đầu tiên em sẽ đi qua một vòng xe này. Sau đó là em sẽ điểm cho anh chị một số cái điểm nổi bật, những option nổi bật. Phần đuôi xe, em sẽ đi lại phần đầu xe nhé. Đây là tổng thể phần đầu xe, được thiết kế theo ngôn ngữ khá là buôn vức. Và nổi bật nhất là phần đầu xe vẫn là cụm đèn này. Cụm đèn được trang bị đèn full LED, xian dạng LED đuổi này, rồi đèn ban ngày, cảm biến trước, đèn sương mù. Cái này là cái em cần cẩu kéo khi một em cẩu từ bên Indo về nhá. Còn cái miếng màu trắng này ấy, cũng là miếng cái miếng phim bảo vệ thôi. Khi nào anh chị nhận xe ấy, thì em sẽ bóc nó ra để vào vệ sinh lại phần nội ngoại thất của xe. Phần trên mui xe cũng vậy. Thì đây là chiếc xe màu đỏ tuyền, giá niêm yết hiện tại tháng 2 2023 này là 552 triệu. Và hiện tại bên em đang tặng cho anh chị gói phụ kiện trị giá là 15 triệu. Thời điểm này thì lăn bánh nó chỉ rơi vào khoảng tầm 612 triệu là lăn bánh được rồi, đã bao gồm đầy đủ gói phụ kiện. Phần thân xe này, la răng phay xước này. Sau tiếp theo chiếc xe màu đỏ tuyền này sẽ là chiếc xe màu đỏ nóc đen ngay phía sau. Thì anh chị so sánh xem là hai chiếc xe chênh lệch nhau 8 triệu thì sẽ khác nhau cái gì nhá. Anh chị thấy là em sẽ để ý một chút này, cái khu này sẽ được là sơn đỏ này, còn bản kia sẽ là sơn đen, và phần nóc cũng vậy. Phần đuôi xe, cảm biến sau này, rồi cụm đèn sau. Tiếp theo đây sẽ là chiếc xe đỏ nóc đen. Thì anh chị thấy khi mà chiếc xe được trang bị cái nóc đen ấy thì trông xe nó sẽ thể thao hơn một chút. Và đặc biệt những chiếc xe này em cũng vừa cẩu từ cảng về, nên là cái xe nào cũng được dán cái miếng phim bảo vệ, kể cả ở La Răng cũng vậy, cũng được dán phim bảo vệ. Và đây là chi tiết về các option trên xe, thì tất cả màu đều như nhau thôi. Và xe Ray chỉ có duy nhất một phiên bản. Còn đây là chi tiết về ngoại thất chiếc xe Toyota Ray màu đỏ nóc đen. Như chị thấy là cái phần nóc của chiếc xe này được sơn đen này, rồi phần nửa bên trên của cánh cửa phía ô cửa sổ cũng được sơn đen. Ở phần đuôi xe thì trông nó cũng như vậy, khác nhau là cái sơn bên trên thôi. Tiếp theo nữa em sẽ giới thiệu anh chị về chiếc xe Toyota Ray màu đen tuyền. Thì đây là chiếc xe màu đen tuyền. Màu đen này trông lên video khá là khỏe, nhưng tuy nhiên là thực tế như ngoài đời thì chiếc xe Toyota Ray màu đen trông nó sẽ nhỏ hơn so với màu đỏ và màu trắng một chút. Nhưng mà trông nó sẽ khỏe hơn nhiều, đặc biệt là đối với xe Ray này được thiết kế có những cái nếp gấp rất là thể thao và vuông vắn, nên là màu đen này trông cũng khá là chất. Màu đen này, những cái miếng kia là miếng trắng, cái miếng phim dán bảo vệ anh chị nhé. Cái đầu cẩu kéo này sau khi mà giao xe bạn sẽ tháo nó ra, cất ở trong cốp. Đây là ngoại thất chiếc xe màu đen. Màu đen này đặc biệt là anh chị dùng cũng khá là giữ gìn so với các màu khác, bởi vì màu đen này sức răm mà nhìn khá là rõ. Tiếp theo, màu tiếp theo sẽ là màu trắng ngọc trai. Đặc biệt ở tháng 2 năm 2023 này thì bên em đã có những ưu đãi dành cho chiếc xe Toyota Ray, và xe thì khá là sẵn. Trả góp thì anh chị chỉ cần chuẩn bị khoảng tầm 180-200 trước giúp em thôi. Còn đây là chiếc xe màu trắng ngọc trai. Màu này cũng là màu khá là hot, cũng khá là nhiều anh chị lựa chọn. Thì theo quan điểm là màu trắng cũng là màu trung hòa. Trắng và đen thì là hai cái màu dễ mua dễ bán nhất. Đây là màu trắng. Phần đầu xe, tất toàn bộ những cái chiếc xe này thì em cũng mới cẩu về,
Hôm nay thì ánh sáng không được tốt lắm lắm nên là lên video thì có thể nó sẽ lệch màu một chút so với bên ngoài. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 2 thì anh chị có thể xem một chút về thời tiết để xem tương quan về màu nó sẽ thay đổi, nó sẽ lên video nó sẽ xỉn hơn một chút so với ngoài đời thật. Bởi vì ánh sáng ngoài trời nó không tốt, nó hơi âm u. Rồi đây là ngoại thất chiếc xe màu trắng ngọc trai. Theo anh chị thì màu nào sẽ là màu hợp lý nhất? Và nếu anh chị cần em tư vấn về mệnh để chọn màu thì có thể là liên hệ giúp em sẽ tư vấn cho anh chị về để chọn màu làm sao nó hợp với mệnh nhất, cũng như là nó hợp lý nhất về cái nhu cầu sử dụng của anh chị. Và để kết thúc video ở đây thì em xin phép là dừng ở chiếc đầu xe màu trắng này. Và hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.